Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận từ 60 USD đến 500 USD trên một cái sàn THDAT của Malaysia nha các bạn. Đầu tiên các bạn click cái phần demo tả của mình ra giao diện gì, các bạn click vào cái phần dấu gạch này nè các bạn. Các bạn chọn giúp mình ngôn ngữ tiếng Anh nha các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn chọn cái này là email hay là số điện thoại, mình chọn số điện thoại nha các bạn. Mình bấm vào 84 nè, bấm vào nút đây. Các bạn chờ chút nha các bạn. Các bạn lướt qua đăng ký một cái mail nha các bạn, ảnh nhân quỳnh. Rồi bạn bấm nút share. Dòng đầu thì ảnh nhân quỳnh mail các bạn nha, rồi dòng sau là dòng đầu thì mail, các bạn verify mail ở đây. Còn dòng đây là bắt buộc các bạn, người xác nhận bắt buộc các bạn là đây chữ invite code, nhưng mà cái này là xác nhận bắt buộc các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi bấm nút send cho nó gửi mình cái mail thôi. Send hiện lên cấp trao quá. Rồi ok. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn lướt qua cho bạn này nha các bạn. Rồi, video thành công. Khoan nó kêu thông báo. Rồi mình qua cái mail xác nhận nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Mình định đi uống cà phê rồi mà thấy cái gần cũng ngon, mình gắng lên nán lại mình làm video cho gửi lên cho các bạn. Nè các bạn, mail khom nó gửi gì cho mình một cái mã code nè, 596102, 596102. Các bạn vào ghi vào đây 596102. Chỗ nào đâu ta? Chỗ này chứ. Sắp 7 rồi. 596 5961 không hai. Rồi các bạn bấm nút tôi chấp nhận điều khoản đó, các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Sign up vô chưa? Các bạn chờ lót chút nữa các bạn. Rồi lưu mật khẩu, vậy là thành công đó các bạn. Qua coi giao diện mới của nó coi. Rồi các bạn, sau khi các bạn bấm vào cái nút hợp quà của nó là mỗi lượt đăng ký mới là nhận được 20 đô nè các bạn. KC được 10 đô nè bạn, là 30, 40, 60. Rồi invite fan là chia sẻ một người giới thiệu là được 5 đô nữa các bạn. Rồi fit chay, các bạn nào có chay thì được cộng 10 đô nữa các bạn. Fit deposit, các bạn bấm go. Thôi bỏ phần này đi. Nè các bạn qua một tài khoản account của mình các bạn, giai đoạn ngạch các bạn qua ví tiền của mình là mình đăng ký mình nhận được 20 đô nữa các bạn. Rồi các bạn nhớ KC thành công này nọ rồi mới nhận đủ 65 đô nha các bạn. Nó có chương trình này góp cũng ngon lắm chứ. Để mình qua mình tìm nè. Hai mình số dư của mình 20 đô nè. Deposit nè. Thì nữa có gì các bạn bấm vào nút withdraw, các bạn bắt địa chỉ vô nghe. Hiện giờ nó chưa cho rút, nó còn pending nha các bạn. Rồi để mình hướng dẫn các bạn lấy cái folder kìa. Mới làm trên điện thoại khó quá. Phải có máy tính nghiêm quá. Để mình coi về trung tâm thông báo nè các bạn. Nó là nói cái này bạn. TDDAT. Chết bà nó nhảy ra tào lao ta. TDDAT nè. Từ ngày 16 tháng 1 phá các bạn. Nè các bạn, nó nói là THDAT sẽ ra mắt 4 loại tiền điện tử chính vào ngày
16 tháng 1 là ra thêm cái sàn này thêm 4 tiền điện tử nữa các bạn. Thông báo ra mắt THDAT là ra mắt một cái sàn giao dịch mới nè. THDAT quà tặng cho người dùng mới hàng triệu USD đang chờ để kiếm được nè các bạn. Tham gia tôi sớm nó có để một trang web là mình nói là đăng ký tặng 60 đô mà các bạn. Bây giờ kiếm nãy kiếm không gặp. Các bạn nào lưu ý trên điện thoại không được, các bạn chuyển qua trang web cho máy tính nha các bạn. Vậy sau khi các bạn nhận được 60 đô rồi xong theo xu thì mình sẽ làm một chừng nào nó cho mình rút tiền như thằng có biết thì mình sẽ làm cái video sau cho các bạn nha. Bây giờ để mình tìm hiểu thêm nha các bạn. Vậy trước tiên thì mình hướng dẫn các bạn đăng ký và nhận 60 đô trước đi. Rồi nếu có thắc mắc gì các bạn không hiểu thì cứ để lại bình comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Sàn này sàn mới mình cũng đang tìm hiểu các bạn ơi.